Chào các bạn, những bạn thích thưởng thức đồ rừng đồ rú, mình là Thao Cô Gái, hiện bây giờ là đang ở trang trại đằng sau của mình. Trong khoảnh khắc này rất là tuyệt vời, một đàn gà đang đi tìm những côn trùng ở ngoài rừng để ăn. Đấy, các bác thấy không? Rờ ba vì rất khoái ở chỗ là gà ngon cực luôn. Nói này các bạn, bác nào mà có tiết nước bọt thì thông cảm nhá. Đấy, đấy là những chú gà này. Đấy, một lô gà như này là gia đình sẽ thưởng thức dần dần thôi. Đó, đây là các bạn thấy không? Rừng, rừng, rừng và chỉ có rừng. Đó, đấy. Rất là nhiều mồi mà là toàn mồi tươi thôi. Đây. Đấy, bán kính ở đây rất là trên này là 45 ha là đồi keo, rừng keo. Và đây là những bãi trồng cỏ sữa. Đấy. Côn trùng, mối, rắn dếp, rồi dế, rồi giun rất nhiều các bạn ạ. Đấy. Đất thì rất là phì nhiêu. Đấy. Dài, đất dài, dài, đầu đất cuối đất, tính cả nhà cửa ra mặt đường đến 150 mét, dài vô tận, lấn được lên rừng bao nhiêu thì lấn, đất của nhà nước. Cứ cuốc mạnh lên lên rừng bác Chiến ạ. Quốc càng quốc được vào đồi càng được được nhiều sử dụng nhiều đất. Đấy. Có những con gì nó kêu coi là quét 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 quét. Đây. Cận cảnh con gà đang bắt mồi tươi nhá. Quay đứng xa zoom lại một tí cho nó tự nhiên.
Đấy, các bác thấy chưa? Ở Ba Vì cuộc sống rất là yên ạ. À. Rất là trong lành, rất là thiên nhiên. Đó. Và những chú gà này là những chú gà cực ngon luôn. Chỉ có ăn rau, ăn cỏ dại, rồi ăn côn trùng, ăn muối. Nhưng các bác nào mà muốn tiếp đãi bạn bè thân hữu hoặc biếu, các bạn có thể điện cho tôi. Những chú gà này là những chú gà chất thật sự. 0163 5305 982. Đó. Gần như là hoang dã luôn, thực tế luôn. Đây là cái trại chim của mình. Đó. Thì đây là cái bên bên đất này là bãi để mình quy hoạch nuôi gà. Tới đây là sẽ cho nó lên đồi. Đó. Cái đồi này là 45 ha nhé. Của nhà nước, hiện giờ thì người ta chỉ trồng keo, không làm gì cả. Thật ra là chim muông rồi đồ hoang dã là vẫn trú ẩn ở đây. Cái đây 5 tháng mình cũng có bắt được một con lợn rừng. Đó. Cây cối chim muông. Và xin giới thiệu với các bác là hiện bây giờ đang có một dàn gà trọi đang được đúc rất là bí mật. Đấy. Nếu như mà các bạn tin mình thì để cho mình thể hiện trước cái thước phim này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là những thước phim có thật của Thao Chim Cô Gái. Nó không hề bày vẽ, không hề khoe khoang tí nào cả. Đây là rất thiên nhiên đúng không các bạn? Đấy. Những chú gà của chúng ta rất là đẹp. Đó. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Nó chạy về cửa này. Đấy. Đường này đường thoát này. Đấy, gà trọi chui vào, thấy chưa? Đấy. Ngày đi ra rừng ăn, tối đi về nhà ngủ ở cây bối này. Đấy, cây bối cổ thụ. Hai cây bối cổ thụ. Không có chuồng đâu các bạn ơi. Này toàn ngủ trên ngọn cây à. Đấy, ngủ ngọn cây hoặc dưới gầm chuồng chim. Dưới tấm bờ lô này. Đây thì dân cư thưa lắm. Đây, từ đây sang nhà này nó cũng phải tầm 50 mét một nhà. Đấy. Đó. Ôi, xin cảm ơn các bạn. Xin chia sẻ một chút cảnh đồng quê ở Ba Vì thôi. Nếu quý vị, các bạn thấy mình chia sẻ những cái cảnh đồng quê, những cảnh tự nhiên, những cảnh hiếm có, những cảnh mà... đây thì mình có nuôi một ít gà tre, rồi một ít gà trọi, một ít gà rừng và một ít, nói chung là cửa hàng nó hơi lạ lạ độc độc là mình sẽ sưu tầm. Một phần là để cho nó bổ mắt, hai phần là mình ăn gà sạch. Các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay của mình để tiếp tục đón nhận những video mới nhất của mình. Thân ái chào tạm biệt, cảm ơn các bạn đã dành những phút vừa qua để theo dõi video cầu kênh của mình.